Chào các bác, em lên sóng con rửa bát Panasonic NPTL7. Đây là cái model cuối cùng của cái mẫu mã này, sản xuất năm 2015. Hình thức con này các bác nhìn trên clip, vỏ mặt nguyên zin, rất là đẹp, sáng, màu sáng đẹp. Giá em bán 3,8 triệu, bảo hành 12 tháng, chưa bao gồm phí vận chuyển, chưa bao gồm biến áp. Phí vận chuyển đi toàn quốc là 150.000, biến áp là 500. Hình thức mua bán thì có chuyển khoản đặt cọc trước 500 các bác nhé, để chắc chắn giao dịch hai bên. Chứ còn bên em thực ra không chuyển, không cọc cũng được, nhưng mà ngại nhất vấn đề là nhiều bác đặt xong thì bỏ bom thôi. Chuyển hàng thật, người thật, việc thật, không có đi đâu mà lo các bác nhé. Hàng rất là nhiều, các bác yên tâm. Đấy, máy rửa bát đầy luôn. Đây là kênh shop em, hai số điện thoại, hai kênh YouTube này nhé. Em bán chủ yếu trên YouTube và Zalo, của hai số này em đều có bán. À, các bác kết bạn ở đây thì các bác xem được các cái bài đăng ở trong. Cái phần mặt nhựa này các bác nhìn nó là nhựa zin, còn rất mới. Đấy, rất là trắng đẹp, cực đẹp luôn này. Đấy. Năm sản xuất 2015, tương đương với TR8, series 0845, TR7. Thành vách lưng phẳng đẹp. Tức là mỗi đời nó chênh nhau một vài trăm thôi. Em bán TR5 3,2 triệu, TR6 3,5 triệu, TR7 3,8 triệu. Các tính năng trên bảng điều khiển này từ TR3, 5, 6, 7 hay là 1, các thứ thì các bác nhìn nó cũng giống nhau đi, 100% luôn. Đều nhìn nhau hết các bác nhé, không giới thiệu nhiều nữa. Bên trong ruột thì cũng y hệt nhau. Tất cả mọi thứ từ tính năng cho đến kích thước, nắp chung đồ với nhau hết những cái này. Đấy, nó chỉ có cải tiến màu đi một chút thôi các bác này, còn không có thay đổi gì nhiều. Đây. Màu mè nó đổi đi một tí thôi, còn tất cả về cơ bản là chung đồ hết. Con này rất là đẹp này. Giá 3,8 triệu, bảo hành 2 năm các bác nhé. Bảo hành 2 năm. Các bác yên tâm sử dụng. Dùng cho gia đình 6 đến 8 người ăn, gọi là máy 6 bộ đấy ạ. Không dùng hóa chất tẩy rửa. Ăn cơm xong xếp vào, bấm nút là rửa. Không khác gì rửa xong để nguyên đấy, bữa sau ăn như là một cái chặn bát luôn.